thấy nó xấu. Ba con thịt. Ôi trời ơi, ba con thịt đọc lên thế nào? Cái này có bao nhiêu con? Này chút mấy con. Nhưng mà là thịt lợn này thì có. Đấy là xương. Xương lợn đấy. Xương thì vẫn là lợn. Ừ, cái này. Ở đây cao phải mua 3 cân lợn. Ôi giời ơi, cái này gần 2 cân rồi cô. Cái này mấy cân? Cái này cũng gần 2 cân. Dẻo thế. Cộng lại là được tầm 3 cân. Hơn 3 cân. Đùa rồi. Thế cho cháu qua cái này. Ừ. Tao tí cân. Nhưng mà cái này nó với cái gì vậy nhỉ? Bí. Bí đỏ, anh mua bí đỏ cái này. Đấy. Nấu bí đỏ cái này ngon. Bí á. Bí đỏ. Mua đi em. Mua cái này đâu? Cái này đắt không ạ? 10.000 một cân thôi. 10.000 á? 10.000 bán rẻ đấy. Bán được 3 còn 12 cơ. Cái này biết bao nhiêu cân? Cân lên, mua quả bao nhiêu cân tính tiền bấy nhiêu, mua nhiêu tính nhiêu. Ba bán quả đi. Bán quả? 10.000 một cân bán quả cho giảm 5.000 quả luôn. Nếu mà bán quả thì là, này nếu mà bán quả thì người làm 20.000 một quả. 20.000 một quả. Cứ quả nào to lấy 20.000 một quả. Thế là mấy quả nhỏ đấy? Mấy quả nhỏ thì 15.000 quả. Thế thì đắt chứ. Bán cân chứ là được có mấy cân. Thì bán cân, mua cân, bán cân. Bán cân 10.000 một cân, mua nào bán thằng ấy. Thôi bán quả đi. Bán quả 20.000 một quả mua không? Quả này chẳng biết tất cả. 20.000 một quả. 10.000 thôi. Không. 20.000 một quả thì chỗ này bao nhiêu quả? Bao nhiêu quả? 5 quả. 52 là 10. 100.000. Thôi, hai quả này lấy 5.000 thôi. Không. 5.000 rồng mà chưa được. Nhưng mà cái quả này nó còn vẹo. Nó vẹo mới nó mới ngon. Chỗ này nó to đùng nó lại bị tí tí. Quả này vẹo mới ngon này, quả này mới là quả ngon đấy. Ngon lắm. Nhưng mà mà lại cả ăn cháu ăn đâu mà lo. Cháu ăn rồi. Mà lại cả ăn nhưng mà xin chay này ông mua mà cả nhiều thế. Ba có quả nặng đều không? Nhưng không. Mà nặng cân đấy. Không quả nào để đây, quả này nặng cân. Nếu mà mua một quả này phải 50.000 cơ. Ừ. 50.000 quả ấy bán. Cháu một tất cho lợn. Mua thật ký đi. 70.000. 20.000 một quả. 52 là 10 đúng không hay khách? Nhiều thế. Nhiều thì mình nhiều. Mua quả bán thế đấy. Mua cân thì bán cho 10.000. Bán cho tao 12. Bán cho cháu 10.000. 10.000 một quả. 10.000 một cân. Cái này là ít cân lắm mà. Cân lên. Ba bán cho cháu 10.000 15 rồi. Cân thử một quả xong nhân tiền nhân lên nhá. Không. Thế. Cân để trả lỗ à. Không một khôn thế. Nặng trịch nè. Nặng trịch nè. Vé cái này trong một khôn thế. Thế thì 90.000. Không. Rồi cháu giả luôn 100.000. 99.000 không bán đúng 100.000. Cháu giả cái này trước. Cô mua luôn cho bà 10 rau này nhé. Vâng, cháu mua luôn cho. Mua luôn cả 20 rau này nhé, để bà về nhé. Đấy. Ok. Bán 5.000 thôi thôi. Đây trả cái gì cho cháu ơi. 200 nhá. Không, chăm chưa đâu. Không có bà chăm chưa mà bán cho ông ấy. Ê, mà ấy. Vốn à. Mà, cái chẳng đủ mấy cái xung này mồng nâu hết thì đây này. Này, là lại 300. Ôi, thiếu ơi. Thiếu đây, 13 cân này. Thiếu 5 xịt. Bà hết tiền rồi. Năm chị. Bà hết tiền rồi. Ôi bà phải thế. Này tôi có cho 20, 30 đấy là 320. Đây cháu giả là. Ôi 100 nhưng mà 100 cái này thôi, còn cái này em phải 5.000. Hai cái này còn cái 5.000 nó là 10.000. Ừ. Thôi có 20.000 tiền lẻ thôi cho bà cũng được. 20.000 chỗ này á. Được. Tiền rau tiền này chưa trả đâu. Hai tay rồi chứ. Bé một tay đây chứ, đưa một tay. Hai câu. Chú cẩn thận không rơi nhá, đút túi không bà đút chưa? Nào, bà đút tiền vào túi ra. Nào. Ông giả giả thêm 5.000 tiền ship hàng đấy nhá, cả hơn 50.000 nhá. Cháu để vào đây luôn, 5.000 ship hàng nhá. Không. Các bạn sẽ về mấy ông chị, cháu chậm này yếu rồi. Có mua cái này nữa không? Nào phải đi vào dưỡng nè. À lấy cái này nữa không? Dạ. À giả tiền rồi, trả lấy để vào đây nhá. Có, vâng. Trần trống thế, sao trần? Mua cái gì đấy? Em mua đây. Sao lại
toàn bí này. Toàn đồ hảo hạng đấy. Bí, bí đây là gì nhỉ? Bí nhập khẩu này. Bí này là từ Úc về đấy. Cái gì đây? À, giò, giò lợn. Với cả trứng lợn. Anh mua cái này ở đâu? Con này bị lở mồm long móng từ bao giờ đây? Lở mồm long móng. Đây, mình nhìn này. Này, lông cá này. Đây là thịt lợn nhập khẩu này. Khẩu, khẩu, cái mẩu, lạng lấy đâu. Đây, mua cái này lại mua đồ. Này, cái này để tủ lạnh hôm qua nhé. Như thế. Mua bao tiền? Đi ra mà mua. Mua bao tiền? Này, thịt lợn này cũng trắng xóa này. Trương này từ tối hôm qua này. Anh làm chuyện, thịt lợn này chả trắng xóa. Bao tiền? Chỗ này á, 600 nghìn này. Có lệ bố. Thế nào? 600 nghìn chỗ này. Ừ. Cái chân này là 400 nghìn. Cái này 50 nghìn, cái này 50 nghìn là 500 nghìn. Chỗ này 100 nghìn, 600 nghìn. Có cái thứ gì? Chả thế. Nhớ đi, thế mày đem bán xem mày bán được 200 nghìn chỗ này không? Ai biết được, ai biết như anh mua điện thoại về xem bán được bằng giá. Thế? Nhiều, mày mua rau sắn. Cô mày mua về rau sắn để ăn. Trong ngót mày. Nhà tao sản xuất rau ngót từ ngoài cổng kia kìa. Ê! Hả? Anh chưa quay cái sản chưa? Quay cái gì con đầy kia kìa? Dạ mày mua rau ngót phải làm cái gì? Dạ mày cho ai ăn nữa? Dở rau ngót thì nhà đầy. Thế thịt lợn, thịt lợn thì ôi. Nhà anh cũng có đấy, thịt đi. Thịt lợn. Thịt thì cần đem tiền đưa mày đi mua làm gì? Thế rồi ăn. Nhà mày đi ăn cái gì chẳng có thuốc, cái gì chẳng đấy. Rau sắn không có thuốc rồi. 600 nghìn chỗ này. Em mình sẽ nấu giữa sân bóng. Con nồi lên này. Đấy, chép cạch lên. Cho nồi lên. Cho nồi lên. Đắp bằng người nước. Thôi để tạm lại ra. Vừa ra chỉ quá. Chép cạch đi, chép cạch đi. Ok đó. Thì trần cái xương này trước mọi người ạ. Thôi, tại vì Mao Đệ nó mua cái xương để tủ lạnh nên phải trần qua đã. Nấu trần qua đã. Rất là nhiều. Mày nhìn, mày nhìn xương của mày mua này, thấy chưa? Ơ sao màu hay thế? Hay cái gì, xương để tủ lạnh. Giờ phải vớt ra. Để nước muối à? Không, vớt ra để đấy. Để rửa xong bắt đầu mới ninh. Mất nước ngon. Mất, bỏ cái nước này, nước ui bỏng thế. Ăn cái nước ngon anh mới bỏ. Mày, đấy phần nước ngon. Nấu trần qua thế này á? Tào lao, tào lao. Thế anh đi mở nấu lên bị đá bóng này. Giờ bắt đầu nấu rồi cả. Khả năng một mình này chưa đủ. Chờ đợi nước sôi, anh em mình sẽ ra đá bóng. Dòng chảy sự nghiệp. Dòng chảy. Anh ơi, cho vào đi, đợi mãi ơi. Ủa, sôi đúng chục rồi. Ui, khả năng là căng rồi. Chỗ vào. Đây. Không đây đâu. Đây là cái chắc. Anh cũng muốn nấu cá. Ui, nó bắn không, bắn không, bắn không. Đây quá. Ui, thôi. Thôi bí. Anh em mình thưởng thức rồi. Tai nạn là đây. Đây là nồi canh bí của anh em mình. Xem nào, im. Ê, anh định giấu bát của em à? Anh mới sang lên muối. Ui, chân giò, chân giò. Anh đi mà lấy. Chân giò. Đây đây ạ. Đây là, đừng. Mình đi đây. Muối. À đấy. Lấy gói muối lên đây. Đây. Trong chó này thi đấu từ năm 2006 cho đến năm 2019.
để giữ được và phát huy cái truyền thống và cái thành tích đó. Chó. Qua thì những năm tiếp theo. Em cho nước vào đây thì nó em được nguội. Lấy cho em mới nhé. Lấy bột Arginine đây. Và đặc biệt là đối với ban chấp hành, ban câu lạc bộ, các đồng chí huấn luyện viên tạo được ngon, tạo nguồn lực để huấn luyện. Ôi, Arginine ngon từ chị còn từ xưa. Mời tất cả mọi người nhá. Không biết là lợn này có dịch không mà thôi. Em. Hay ạ. Thay thế những lớp người. Thôi nhường nhường đại ca ăn đi đại ca. Ok đi đại ca ăn. Còn em ăn xương rồi. Ăn đi. Ăn đi. Xem mày mua cái gì về đấy. Nào ăn đi. Gặm đi. Cố lên. Nào mày gặm đi. Dài lên. Ăn đâu. Dài lắm, cái móng chân giò ăn này ăn chân giò à, chắc là Ninh chưa đủ thời gian rồi. Sợ tối quá thế là anh em mình phải cho bí ra trước. Chương trường này ngon. Nên là nó dài kinh điển. Con này có lợn. Đây là bạn nha. Con này có lợn xề và bạch chút nữa. Đấy, ông giúp cái khỉ này. Thật ra không thể gặp được như thế này. Không thể gặp được luôn. Anh ăn chương trường này. Kinh điển. Có người có bệnh mạng tính như tim mạch. Còn mình tính ra dao nó dai quá mọi người ạ. Ăn được không? Các cấp hội người các tổ chức hiện ra từ đã thường xuyên tổ chức các anh ấy cầm cái này để cho em ăn với. Thật là tào lao. Vào các ngày kỷ niệm thành lập hội người các tổ Việt Nam cùng 15 năm ngày quốc tế về các tuổi. Ông Phú, trưởng ban đại diện hội người các tổ chức. Bây giờ nó mới nguội nước rồi. Thôi nguội. Các bạn anh em mình không đủ thời gian nữa là cái xương với chân giò chưa mình thì cái nước chưa ngon phải. Sắp tối rồi. Sắp tối quá. Cái cơ đấy không phải hạng cơ bộ. Trong những năm qua, Phó Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tăng cường công tác tuyên truyền và quán triệt sâu rộng chủ trương của phong trào tới các chi hội và hội viên, đồng thời tổ chức đăng ký thi đua trước các chi hội với nhau. Trong 5 năm qua, Phó Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân xung kích xây dựng nông thôn mới của tỉnh Bắc Ninh cho các cấp hội và nhân dân phát động. Với bản chất truyền thống của đội Cô Hồ, tiếng nói tai nạn, phường bốc đi đầu trong một hoạt động, các chi hội thường xuyên phối hợp chặt chẽ với ban công tác mặt trận ở các xã, tuyên truyền vận động để người dân thấy được vai trò quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới. Do vậy, chủ trương thực hiện được việc xây dựng nông thôn mới được nhân dân đồng tình ủng hộ, có 97.6% các hộ hội viên đã hiến đất và góp công mở rộng đường giao thông nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trong việc vận động kinh phí làm đường giao thông nông thôn, hội viên tỉnh Bình trong toàn hội đã ủng hộ được 41 triệu đồng đóng góp ngoài công lao động trực tiếp làm căn nhà văn hóa thôn, sân bóng truyền hơi, sân cầu lông và chỉnh trang nhà văn hóa thôn với tổng số tiền 325 triệu đồng, cử 254 đồng chí tham gia giám sát 22 chương trình tại địa phương. Năm 2018, các đại học đã chuẩn bị giao đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao khu dân cư Kiểm Mẫu, thực hiện chủ trương của cấp ủy chính quyền. Phong trào thi đua của hội chủ tịch nước khác một lần nữa khẳng định vị trí vai trò tiên phong của hội tiếp tục được phát huy. Hội chủ tịch nước khác tiếp tục tham gia xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn, trong đó chi hội thôn Nam Phẩm đã tham gia làm đường công ty lại cẩn. Chi hội thôn Vân Sa Ba tham gia làm nhà văn hóa khu dân cư với diện tích 2,5 hectare, trị giá 150 triệu đồng. Một số người con là cư trú tại xã quê đã ủng hộ 2 tỷ đồng để xây dựng đường nông thôn khu dân cư Kiểu Mẫu. Bên cạnh đó, các cấp hội và cán bộ ở viên tự kỷ niệm đã phát huy phong trào thi đua thực hiện tư tưởng tham gia phục vụ quản lý mô hình tự quản trong ngõ tự quản. Tại 149 ngõ thì đã có 100% ngõ tự quản là do cư trú viên quản lý, đạt tỷ lệ 70%. Đoàn kết gắn bó trên tinh thần đồng chí đồng đội, cán bộ hội viên hội cựu chiến binh xã Tân Hồng nhiều năm liền giữ vững danh hiệu là cơ sở của đồng tài trung mạnh. Anh phải dăm này, dăm ra này.